Xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay có dịp mua được cây mai ha. Cây mai này cây giáng thú ha cả nhà. Giáng thú ha. Nhìn thấy rất có duyên nha. Sẵn dịp mua cái quay cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đây, nhìn thấy mâm bắp chừng của nó nè. Cây này moi xuống rồi. Những cái vàng móng của nó ở dưới ha. Rất là khéo ha. Có cái mỏ luôn. Rất là đều. Đuôi, cành. Cành nhánh nó đều hết ha. Quá trời cái gì. Cái đuôi này sữa thì giờ mình cắt lại, nếu mình ghép mình sẽ cắt lại, mình sẽ tạo cái đuôi lại nó cong hơn ha. Còn hiện tại bây giờ thì nó có thể đờ đây, thì ý định của em sẽ cắt lại đây ha. Cắt ở đây cho cái mình sẽ ghép một cái bo, mình sửa lại cái đuôi nó sẽ kéo ha. Chừng cẳng rất là đều ha. Quanh này ba mấy nha. Quanh ba mấy. Chiều dài nó cũng khoảng gần 4 tấc á. Đều hết ha, 4 chân nữa nét ha. Mặt nạ cũng rất là có duyên à. Đây hai cái sừng. Giờ mình cắt phơm tàn cao đi, rồi về cơ mình cũng nghiên cứu lại ha. Có thể cắt sắp tạo lại hai cái sừng lại ha. Rồi, chúng nó bứng xong, về quay lại tiếp cho cô chú anh chị mình xem qua nữa ha. Lớp dưới này đất xốp ha, dễ cám nhiều. Cái này cũng tên chậu rồi xuống đất nè. Ha. Ừ. Dàn dễ cám. Nó nói cái này nguyên nó có chồng gì đâu, mất tiêu luôn rồi trời. Dễ lòng ở dưới nhiều ha. Biết dạng luôn. Bưng xe cái bầu hay kỹ mình thấy nha. Gì đó hả? Dễ thương, được cái chân cái mỗi cái chân này nó đều có cái cò hết ha. Thấy chân. Hai cái sừng luôn. Hai cái sừng luôn. Chim luôn. Ngày đúng là sư tử luôn ha, giò ha, có bàn có móng luôn, lên gù với giống như móng giò luôn. Này à. Muốn cho con gì cho luôn á. Chân đủ hết nè. Nếu mà để về con nai. Chân đủ, đùi thì đủ. Chân cắt xuống à. Con trâu. Cắt xuống là cắt con trâu. Rồi nha cả nhà, cũng mới đem thú về ha. Quá trời. Nhìn thấy bộ chừng chẳng ha. Thú này thì nói chung là rõ nét nha. Bốn chân đầy đủ. Đây một cây nữa cả nhà. Cây này thì chừng chẳng nó cũng đủ lực luôn nha. Bắp chừng lớn ha. Cái này múa dàn cành này rất đẹp nha. Múa dàn cành này rất đẹp. Cái này thì ghép thì mau chơi nè cả nhà. Ghép mau chơi. Mặt đế nè. Mặt đế nó đều ha. Chung nhìn thấy cũng rõ nét lắm. Không có thẹo ha. Có những cái này thì nói chung mình chơi mau chơi mà lại nó không có thẹo dít. Được cái là nó sửa được cái cốt cành nó, thân nó lắc rất là đẹp rồi. Cây này thì rút lại ha. Chơi như thú mà có cành sừng lên múa trên cũng khá là đẹp ha. Sẵn ở đây thì cũng rút xương xương này thôi. Xương xương lại cho cô chú anh chị mình xem ha. Những cái cây mới thì cái hàng cũng khá là đẹp ha. Thì xem qua, thì cô chú anh xem qua cho nó vui. Để có những cái mặt hàng nào mới thì quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi nha các nhà, thì cũng cắt định hướng ha. Cắt định hướng mình rút lại. Tại cái cây này cũng không có cần cái phơm tàn nó cao ha. Mình rút cũng từ từ. Nó có nhiều hướng cắt lắm. Cây này thì nhiều hướng cắt nên mình sẽ lựa chọn mình rút từ từ lại để cho cái cây mình nó cái lúc cân xứng ha. Tại cái cành nó, cái chi nó thì cũng nhiều mà cái đường cắt. Cây này thì rút xuống thì lùn thì hơi tiếc ha. Nó có phơm tàn thì mình sẽ chơi cái phơm tàn cao. Hai cái sừng nữa các nhà.
giờ mình sẽ nói cái ngọn lại, cái cốt mình rút để mình sửa ra tai chi ha. Rất là dễ thương nha. Con này hoành nó khoảng 34-35 hoành đó nha. 45 hoành ha. Thú rất là rõ nét. Đuôi này thì mình sẽ rút lại rồi để mình sửa cho nó đẹp ha. Bắt mặt tiền ở đây là đẹp ha. Nó rút xuống dưới luôn. Cái đó xích xuống luôn. Cho nó đặt ra dễ. Đây, bắt mặt tiền đây rất là dễ thương đây. Chìm cẳng nó ra cho gõ nét luôn ha. Như vậy thì có cốt cành sẵn thì mình ghép thì khoảng một mùa mình chơi được rồi cả nhà ha, một mùa thôi, mùa để mình mau chơi. Con này thì chủ nhà ha, anh này của ông già đó cả nhà, ông già cũng chơi cũng tâm huyết ha, cũng lúc bán lúc không nè, nhưng mà mình mua thì nói chung mua cũng giá cả thì mình thấy thích mình mua thôi, chứ thật ra thì những cái cây này thì những ông già xưa chơi mà chơi rất là tâm huyết nên bán được giá người ta mới bán ha, thôi mình thích là mình chơi những cái cây độc lạ. Trong những cây này thì mình nuôi rất là lâu mới được ha, rất là lâu mới được cái dáng, tạo được cái dáng như vậy. Những chân cẳng này ngày xưa chắc cũng nhiều lắm, nhưng mà cắt nè, cả nhà thấy ha, cắt những cái chân bỏ bây giờ nó đã liền thẹo hết rồi nè, những cái chân con nhỏ nhỏ nè, tạo lên bốn cái chân đều nhau, nên phải nói là công phu lắm mới được tạo được bốn cái chân rõ nét như vậy ha. Mình chơi giờ hiện tại giờ mình mua về là mình chơi thôi. À, giá cả là tùy theo mình thích hay không thích ha cả nhà. Rất là đẹp ha. Đây không cha. Cắt lại đây mình ghép tạo cái đuôi lại ha. Cái đuôi nó hơi dài, bây giờ mình sẽ cắt mình sửa lại cái đường cong lại. Này hơi lạng quá cha. Chút cắt lại. Đây cây này nè, này múa dàn cành rút lên thôi nha, đây mới được. Nên cốt cành thì nó đã có sẵn, nếu bây giờ mình đóng vô là cái phơm tàn nó có liền hết nha, nhưng mà cuối cùng là lại nó lại đơ, nên mình ghép vô mình phải tạo cái dáng lại nè, nó như cốt cành như vậy là nó đã chơi sẵn được rồi đó, nhưng mà mình chơi cái đường nét sau này lâu dài nó không có đẹp ha, mình sẽ rút lại để tạo cho nó chuẩn cây luôn, nên thời gian đầu mình không có tiếc lúc đầu, sau này mình càng tiếc nữa ha, không lẽ mình rút lại lần nữa. Nên mình sẽ quyết định mình làm luôn một lần. Lúc cái ngọn lại thì nãy phản tóc này cái ngọn nó hơi đơ nè, thì mình sẽ tạo cái ngọn lắc lại, nó sẽ chỉnh cái ngọn lại ha. Cây này thì chủ nhà cũng đã sửa rất là nhiều lần luôn đó nha, mình sửa được cái từ cái thân, lúc đầu là đường thân, sau nữa là những cái dàn cốt nè, những cái dàn cốt này sửa một thời gian khá là lâu mới được tạo được những cái dàn cốt này ha.
chừng này tầm khoảng 25 quành nữa nè. Cây luôn ha. Cái cây này thì chỉnh sửa và nuôi đại cây nên cái cây mình nó không có được lớn mà được cái nước da nó già cây ha. Cái loại cây nó rất là già. Đây rồi ha, thì hôm nay sẵn dịp cũng đem hai cây phôi mới về đây cũng rất là đẹp nha cả nhà, thì cũng quay thì chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem qua cho nó vui. Những cái cây mà dáng lạ dáng độc ha, chung là từ hồi đó giờ mua thì có một số cây cũng rất là ưng ý. Thì cặp này thì trong khoảng đó thì nhìn thấy cũng rất là đẹp nha cả nhà, nên giờ mình đem về sẵn rút làm cây phôi và chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem qua ha. Rồi thì em cũng xin tạm kết thúc video tại đây ha. Chúc cô chú anh chị mình ha thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.